Chuyên phạm thông báo quyên tặng cho người dân vùng lũ, cộng đồng mạng hết lời khen không ngớt vì anh quá thấu hiểu chị em phụ nữ. Trận lũ lụt lịch sử gần đây đã gây ra bao nhiêu thiệt hại, mất mát và tang thương cho người dân miền Trung. Đứng trước tình cảnh khó khăn của người dân, không ít nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi quyên gọi, đồng thời chuẩn bị quà cứu trợ để chuyển về miền Trung thân yêu. Không đứng ngoài cuộc, Chuyên phạm cũng có những động thái chia sẻ về dự định cứu trợ của mình. Cụ thể, Chuyên viết: đi gom quà từ thiện cho chị em phụ nữ vùng lũ, bỗng thấy chiếc xe của mình thật tuyệt vời làm sao. Chuyên xin cảm ơn các anh chị tiểu thương giúp đỡ với giá hỗ trợ và còn tặng thêm mấy phần cho từng loại sản phẩm nữa. Xúc động lắm ạ. Chắc chắn bà con vùng lũ sẽ được chia sẻ nhiều lắm. Của ít lòng nhiều, hy vọng nhân dân miền Trung tai qua nạn khỏi. Những món quà mà Chuyên mang tặng có bao gồm bàn chải đánh răng, dung dịch vệ sinh và cả băng vệ sinh. Thoạt nghe có vẻ như những món quà này khá là vô lý, nhưng thực chất chúng là những món quà vô cùng có giá trị vào thời điểm này. Sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ, ắt hẳn nhiều người sẽ bị bệnh ngoài da như nổi mụn nước, lở loét, nổi ghẻ. Và với hội chị em phụ nữ, một thực trạng đáng lo hơn nữa đó chính là vùng kính có thể bị viêm nhiễm, gây mùi và nổi mụn. Chính vì vậy, việc chuẩn bị cho hội chị em những sản phẩm vệ sinh như băng vệ sinh và dung dịch rửa là một hành động rất thiết thực, cần thiết và tinh tế. Có thể nói đây là ý tưởng có 102 ở thời điểm hiện tại. Bạn có quan điểm gì về việc này? Cùng chia sẻ ý kiến trong phần bình luận cho Sài Gòn TV biết nhé!